Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài viết khai thác cát dọc sông Đa Dân, Lâm Hà, Lâm Đồng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã có văn bản chỉ đạo giao Công an tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà kiểm tra việc khai thác vận chuyển cát trái phép tại đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị địa phương làm rõ việc khai thác vận chuyển cát dọc sông Đa Dân, xã Phú Sơn, siết chặt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, tập kết khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp khai thác, tập kết, mua bán vận chuyển cát trái phép, không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện Lâm Hà, đặc biệt tại địa bàn xã Phú Sơn. Từ việc phản ánh của bà con nhân dân là xã cũng đã có thành lập một cái tổ kết hợp, gọi là tổ quản lý khai thác khoáng sản trái phép, rồi quản lý bảo vệ rừng, một số nhiệm vụ nữa, xây dựng trái phép vân vân đấy. Thì cái tổ đó thì cũng đã có kế hoạch, có phân công, thông báo phân công nhiệm vụ. Trong năm 2022 thì cũng đã xử lý, tức là được 5 trường hợp và phạt 38 triệu. Vừa rồi thì cái thông tin mà người dân phản ánh là các cái xe mà chở quá tải mà đi qua cái trục đường bê tông mà đi qua cầu Rten Đà Ti đó, thì xã cũng đã phối chỉ đạo cho công an xã phối hợp với công an huyện tổ chức các cái đợt để mà trực để xử lý cái đó. Tức là cái việc cắm bóc rồi cái các cái biển thì cũng các đơn vị thực hiện còn cũng chưa triệt để. Ủy ban nhân xã sẽ làm việc rà soát lại cái nội dung giấy phép, tại vì thời gian đầu năm thì cũng đang phối hợp với phòng tài nguyên môi trường để rà soát lại các cái giấy phép rồi cái phạm vi hoạt động của các cái đơn vị trên địa bàn. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh tình trạng khai thác cát lộn xộn xảy ra tại khu vực thôn Ertin, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, gây ra nhiều hệ lụy đối với môi trường ở khu vực này. Ghi nhận tại hiện trường, con đường liên thôn do nhà nước đầu tư để phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của người dân đã bị hoạt động khai thác cát gặm vào tới sát lề đường, để lộ hẳn đường ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt của người dân. Những dấu hiệu sụt lún chưa dừng lại vì theo lời người dân, máy móc tại đây lúc nào cũng hoạt động khi vắng bóng lực lượng chức năng. Còn tại khu vực cầu Ertin, mỏ cát của công ty Bảo Nghi đang hoạt động với máy móc vận hành hết công suất, cát hút từ lòng sông và trải qua các khâu sàng lọc, phần nước sau đó đổ thẳng xuống sông. Tại đây xuất hiện nhiều hầm hố sâu lởm chởm nhưng không có biện pháp che chắn hoàn nguyên.